cái đêm tân hôn, thấy có gì đặc biệt không? Dạ, đêm tân hôn thì hai đứa đã gần nhau rồi thì trước kia rồi thì đêm tân hôn nó thật sự nó không còn quá hồi hộp nữa. Nhưng mà nó sẽ cuồng nhiệt hơn. Có em bé chưa? Dạ có, em có hai cháu. Hai cháu rồi. Ba năm hai đứa. Ba năm hai đứa. Bây giờ này anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì tật xấu ảnh là ảnh là người rất là kỹ tính, sạch sẽ, nên là cái chuyện trong nhà là mọi thứ anh làm hết mà anh làm phải sạch, thiệt sạch mới được. Rồi ảnh hay ngủ mớ ban đêm, tự nhiên đang nửa đêm ngồi bật dậy ảnh nói cái gì đó xong anh cười cười, nhưng mà thật cũng thường xuyên, anh diễn ra thường xuyên lắm. Mà cái đó không phải tật xấu. Xấu kìa. Nào cố tình mớ kìa mới là xấu. Dạ. Rồi ảnh nóng tính. Đó, cái đó đó. Cái dạ. Mỗi lần nóng tính thế nào thể hiện? Nóng tính ảnh hay nổi nóng với con á, nhất là con trai á, giờ nó lớn rồi. Nó quậy mà ảnh nói không nghe là nhiều khi ảnh nổi nóng lên là ảnh la con rồi, nhiều khi đánh con luôn. Đó, dạ. Cái đó xấu quá. Rồi tiếp tục. Chồng em chỉ có những tật xấu vậy thôi, nhưng ngoài ra là chỉ có gì như cái tật xấu nóng tính à? Nóng tính dạ. Thôi đúng không? Rồi tới em đó Khải. Tính xấu thì bọn em ít, chỉ có cái những cái nhỏ nhặt, ví dụ như thói quen từ hồi còn ở nhà với ba mẹ nên là ngủ nướng, kêu dậy thì vợ không chịu dậy sớm, do đó là kéo em theo em ngủ nướng theo luôn. Ngủ nướng. Dạ, tiếp theo là vợ em hay có cái tính là nhờ vả. Anh ơi anh giúp em cái này, Vi giúp chị cái này, nữa là ở nhà ai cũng sợ vợ em chứ, là biến đó phải không? Và vợ em có tính là hơi nóng, đồng đổng lên á. Có ghen không em? Có ghen nhiều, anh nhắc em mới nhớ, ghen lắm. Em hay có chị nuôi, em nuôi cái thứ trong công ty rồi bạn bè ngoài xã hội. Đi uống nước, đi nhậu thì vợ em luôn về chừng cái câu là đi với ai, khi nào về. Và thấy ai mà có đối tượng mà nguy hiểm quá thì dùng mọi cách để níu giữ ở nhà không cho đi. Cách ly ra. Dạ. Rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên cô ấy có cấm túc không? Cái vụ hai chồng hả? Có cho nhịn không? Dạ nhịn nhiều lắm. Tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất Việt Nam. Sao lý do sao? Lý do là em cứ vợ chia sẻ với em cứ vợ 3 năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất là ít luôn. Tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y. Đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy. Rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì nhu cầu không có. Nhu cầu không có là sao có đứa thứ nhì? Tại vì nó dồn nén nhiều quá. Canh được một lần là có luôn. Còn ngưng nữa. Dạ ngưng nữa. Tại vì em nói em là khổ nhất Việt Nam mà. Nhưng mà rồi bây giờ con lớn rồi. Quậy luôn, quậy luôn. Không có luôn. Sao kỳ em? Sao vậy? Tại vì bây giờ là ở nhà em chỉ có một mình em trông hai cháu thôi. Suốt ngày vậy đó cũng mệt mỏi, nhưng mà sanh xong á như là cái tiết tố thay đổi hay sao á, không có nhu cầu như hồi xưa nữa. Trời ơi, bây giờ ghen không cho người ta đi tầm bậy em bạ mà bây giờ. Trời đất ơi, rồi cấm ta rồi hỏi sao mà. Nó nghe này xong đi bác sĩ, tại nó bây giờ nó có những cái loại thuốc mà tăng cường tiết tố nữ mà. Có. Qua đợt này em lên đây em cũng nói với anh phải mua thuốc cho em uống đi. Đi bác sĩ liền. Yeah. Rồi uống thuốc vô rồi đó, rồi ấy, rồi làm cướp biển trở lại. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Khải? Thì đó, thay đổi cái đó thôi chứ còn gì nữa. Còn gì nữa không? Dạ cũng còn, giống như là bên cạnh đó thì cái tính nóng nảy của vợ em bớt lại. Tại vì nó cứ điều độ là hết quá. là hết nóng tính, hết nóng giận à. Có nghĩa là vậy nè, quá cực cái thân. Dạ, em hiểu dạ. Không? Vừa chăm hai đứa nhỏ rồi dạ. Quán xuyến chuyện gia đình á. Dạ. Nó mệt mỏi, nó không buồn nghĩ tới cái đó tới đó nữa, nhưng mà đó là về cái tinh thần của em không nghĩ thôi. Dạ. Chứ cái thể xác của em, cái cơ thể của em á, dạ. Em vẫn là người phụ nữ, thành ra em không có được đồng đều. Dạ. Thì bắt đầu nó sẽ nóng nảy, nó sẽ đủ cái chuyện mà nó bị bốc quả dạ, lên. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ Thảo mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì đối với chồng em thì hiện tại là em cảm thấy rất hạnh phúc, nhờ chỉ mong anh thay đổi là cái tính anh bớt nóng, anh kiên nhẫn, anh dạy con thôi. Trời ơi, hai bên đều nóng hết. Là đúng rồi. Bây giờ cái chìa khóa để giúp cho hai em trở nên bình thường, trở nên đáng yêu, cảm thấy tuyệt vời ở cuộc đời này, đó chính là gì? Đi bác sĩ. Đi, phải đi nghe. Bác sĩ tư vấn nghe. Xin chúc hai em sẽ có sự thay đổi, sẽ thăng hoa hơn nữa để làm cuộc sống yêu đời và tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc.